Kính chào quý vị, đây là chương trình thời sự tối của Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Chương trình hôm nay thứ hai ngày 4 tháng 3 có những nội dung đáng chú ý. Triển khai các giải pháp cấp bách phòng chống dịch tả heo châu Phi. Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát tình hình xử lý chất thải y tế tại bệnh viện Bà Rịa. Người dân ấp Bầu Sen, xã Xà Bang, huyện Châu Đức khổ sở vì đường giao thông xuống cấp. Các nước Ả Rập bằng cách phối hợp an ninh chung. Nga sẽ ngăn Mỹ can thiệp quân sự vào Venezuela. Italy bắt ông trùm mafia nguy hiểm thứ hai. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị, tính đến thời điểm này, dịch tả heo châu Phi đã xuất hiện tại 20 quốc gia trên thế giới. Tại Việt Nam, bệnh dịch tả heo châu Phi xuất hiện tại 7 tỉnh, thành phố, với trên 4.200 con heo mắc bệnh phải tiêu hủy. Nhằm ngăn chặn dịch tả heo châu Phi, sáng nay Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tổ chức hội nghị trực tuyến với các tỉnh, thành phố trong cả nước để triển khai các giải pháp cấp bách phòng chống dịch. Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc chủ trì hội nghị. Tại đầu cầu tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, ông Lê Tuấn Quốc, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh cùng đại diện các sở ngành địa phương tham dự. Theo nhận định của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, có 3 nguyên nhân chính làm bệnh dịch tả heo châu Phi lây lan gồm 46% là do phương tiện vận chuyển và do con người, 34% là do sử dụng thức ăn thừa và 19% là do vận chuyển heo sống và các sản phẩm của heo giữa các vùng. Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn kiến nghị với Thủ tướng Chính phủ cho phép hỗ trợ 80% giá thị trường đối với heo con, heo thịt và tăng gấp 1,5 đến 1,8 lần đối với heo nái và heo được giống buộc phải tiêu hủy. Các địa phương có dịch kiến nghị Chính phủ và Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn xuất cấp hóa chất hỗ trợ các địa phương, hỗ trợ kinh phí xét nghiệm heo, bổ sung cơ chế hỗ trợ phòng chống dịch, ban hành kịch bản xử lý trong trường hợp xảy ra trên diện rộng, sớm hướng dẫn chuyên môn, công bố nguyên nhân gây bệnh, cơ chế lây lan để phục vụ công tác phòng chống dịch. Phát biểu chỉ đạo hội nghị trực tuyến phòng chống dịch tả heo châu Phi, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu các ngành, các địa phương phải hành động quyết liệt, không được chủ quan với dịch bệnh này. Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố khẩn trương xây dựng và ban hành kịch bản cho các tình huống dịch bệnh xuất hiện tại địa phương, bảo đảm đầy đủ nguồn lực kinh phí, nhân lực, hóa chất cho công tác phòng chống dịch bệnh. Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 22 năm 2019, quy định về tố cáo và giải quyết tố cáo trong công an nhân dân. Theo đó, cá nhân có quyền tố cáo với cơ quan, đơn vị, cá nhân có thẩm quyền trong công an nhân dân về hành vi vi phạm pháp luật của cơ quan, đơn vị, cán bộ, chiến sĩ công an trong việc thực hiện nhiệm vụ, công vụ, gây thiệt hại hoặc đe dọa gây thiệt hại đến lợi ích của nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức, cá nhân. Theo Nghị định 22-2019, các cơ quan đơn vị cá nhân trong Công an Nhân dân có thẩm quyền giải quyết tố cáo trong phạm vi nhiệm vụ quyền hạn của mình, có trách nhiệm giải quyết tố cáo theo đúng quy định của pháp luật, áp dụng biện pháp cần thiết nhằm ngăn chặn thiệt hại có thể xảy ra, bảo đảm an toàn cho người tố cáo, người thân của người tố cáo, đồng thời xử lý nghiêm minh cơ quan đơn vị cán bộ chiến sĩ công an, cơ quan tổ chức cá nhân khác có hành vi vi phạm. Theo Nghị định 22, trong thời hạn 7 ngày làm việc kể từ ngày ra kết luận nội dung tố cáo, quyết định xử lý hành vi vi phạm pháp luật bị tố cáo, người giải quyết tố cáo trong Công an Nhân dân có trách nhiệm công khai kết luận nội dung tố cáo. Việc công khai phải bảo đảm bí mật về thông tin người tố cáo và những nội dung thuộc bí mật nhà nước. Thực hiện chương trình khảo sát tình hình xử lý chất thải y tế tại các cơ sở y tế công lập trên địa bàn tỉnh, sáng nay, ông Trần Đình Khoa, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh đã có buổi làm việc với Bệnh viện Bà Rịa để tìm hiểu, nắm bắt thông tin về công tác xử lý chất thải y tế tại đơn vị. Báo cáo với đoàn giám sát Hội đồng Nhân dân tỉnh, Bệnh viện Bà Rịa cho biết, đơn vị có 2 lò xử lý chất thải rắn y tế gồm lò đốt nhiệt có công suất xử lý 245 kg một ngày và lò vi sóng có công suất xử lý 240 kg một ngày, được nhập khẩu từ châu Âu. Từ khi đưa vào hoạt động vào năm 2015 đến nay, cả hai lò này thường xuyên gặp sự cố, không xử lý hết lượng rác đưa vào, liên tục có báo lỗi về nguồn điện, chế độ tiệt trùng, thường xuyên có mùi hôi và khói đen bốc lên nghi ngút. Mặc dù đơn vị cung cấp đã sửa chữa, nhưng gần như không thể khắc phục được các lỗi hư hỏng trên. Đến năm 2016, bệnh viện buộc phải ngừng hoạt động lò xử lý chất thải vi sóng. Chỉ còn duy nhất lò đốt nhiệt, nhưng lò này cũng thường xảy ra sự cố kỹ thuật, khiến cho việc xử lý rác thải y tế của bệnh viện gặp nhiều khó khăn.
Đáng nói hơn là sau hơn 2 năm đưa vào hoạt động, công trình xử lý chất thải y tế của bệnh viện Bà Rịa vẫn chưa được nghiệm thu. Do đó, đến thời điểm này, cả hai lò xử lý chất thải y tế chưa được ngành tài nguyên môi trường cấp giấy phép xả thải sau xử lý. Bệnh viện Bà Rịa kiến nghị Hội đồng Nhân dân tỉnh xem xét cho đầu tư mới lò đốt chất thải y tế hoặc có phương án thu gom, vận chuyển chất thải y tế về khu xử lý chất thải tập trung của tỉnh để xử lý. Thưa quý vị, tổng điều tra dân số và nhà ở là một trong ba đợt điều tra thống kê lớn của cả nước, được thực hiện 10 năm một lần. Để chuẩn bị cho tổng điều tra sẽ diễn ra vào ngày 1 tháng 4 năm 2019, tại Bà Rịa Vũng Tàu, Ban chỉ đạo tổng điều tra cấp tỉnh đã triển khai công tác chuẩn bị từ tháng 8 năm 2018. Hiện tại, công tác tuyên truyền, tập huấn nghiệp vụ cho các điều tra viên từ tỉnh đến cơ sở đang được đẩy mạnh thực hiện. Theo báo cáo của Cục Thống kê tỉnh, toàn tỉnh có 2.657 địa bàn điều tra với 318.259 hộ và 1.144.592 nhân khẩu thuộc diện tổng điều tra, 90 tổ trưởng, 1.329 điều tra viên và 110 giám sát viên các cấp. Đây là lần đầu tiên cả nước ứng dụng công nghệ thông tin trong tất cả các công đoạn của tổng điều tra dân số và nhà ở, nên công tác chuẩn bị xây dựng mạng lưới thu thập thông tin, kiểm tra, nghiệm thu số liệu, xử lý số liệu cho đến công bố kết quả điều tra đều được chú trọng. Đặc biệt, cho thực hiện điều tra và nhập liệu bằng thiết bị di động, nên việc tuyển chọn và tập huấn điều tra viên đóng vai trò rất quan trọng, quyết định sự chính xác về dữ liệu cũng như sự thành công chung của cuộc tổng điều tra. Hồi đó mình làm bằng giấy tay, nhưng bây giờ mình làm trên máy. Chuyên trách đã chỉ cho mình những cái gì kỹ thuật là lên máy hoặc cập nhật chương trình, thì tôi thấy nó được nhiều cái để cho mình hữu ích hơn. Năm 2019 nó khác so với năm 2009 là chúng ta làm trên máy, gọi là máy tính bảng, là máy tính thông minh. Thì chúng ta chọn một số điều tra viên thường thường là ở xã, chọn những cái đối tượng trẻ am hiểu về máy tính. Điều tra viên được chọn là người có tinh thần trách nhiệm cao, tham gia đầy đủ và có hiệu quả các buổi tập huấn, ưu tiên cho những người từng tham gia các cuộc điều tra thống kê và tổng điều tra thống kê trước đây của địa phương. Theo Ban chỉ đạo tổng điều tra tỉnh, chậm nhất đến ngày 20 tháng 3 năm 2019, các huyện, thị xã, thành phố phải hoàn thành công tác tập huấn nghiệp vụ cho các điều tra viên tại cơ sở. Trong tháng 3 là cái tháng mà một tháng chuẩn bị cho tổng điều tra vào tháng 4 năm 2019, thì yêu cầu ban giao tỉnh với các huyện các xã này, công việc chính nằm ở các huyện các xã. Công việc thứ nhất là phải hoàn thành cái công tác tập huấn nghiệp vụ cũng như là hướng dẫn điều tra viên sử dụng cái KB. Công việc thứ hai nữa là phải tiến hành rà soát lại, điều chỉnh lại, bổ sung, thay đổi, cập nhật số hộ trong bản kê. Còn công việc hết sức quan trọng nữa là phải tuyên truyền cái mục đích, ý nghĩa cho toàn bộ nhân dân hiểu biết được để công tác cho điều tra tổng điều tra. Từ nay đến tháng 4 năm 2019 là giai đoạn then chốt của cuộc tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019. Nên ngoài việc tập huấn, các địa phương sẽ tập trung đẩy mạnh cho công tác tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng của cuộc tổng điều tra nhằm nâng cao ý thức, nhận thức của người dân, qua đó có sự hợp tác tốt với điều tra viên. Chuyển sang những thông tin kinh tế đáng chú ý. Diễn biến thị trường trái phiếu chính phủ tháng 2 năm 2019 cho thấy giá trị vốn huy động trên thị trường sơ cấp cũng như giao dịch trên thị trường thứ cấp đều giảm so với tháng 1 năm 2019, trong đó giá trị huy động giảm mạnh. Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội đã tổ chức được 10 phiên đấu thầu trái phiếu chính phủ trong tháng 2, qua đó huy động được 18.850 tỷ đồng, giảm 48% so với tháng 1 năm 2019. Trong đó, tất cả trái phiếu huy động được đều do kho bạc nhà nước phát hành. Tỷ lệ giá trúng thầu so với giá trị gọi thầu đạt 85,7%. Khối lượng đặt thầu trái phiếu chính phủ tháng 2 gấp 3,5 lần so với khối lượng gọi thầu. Trên thị trường trái phiếu chính phủ thứ cấp, tháng 2 năm 2019, tổng khối lượng giao dịch theo phương thức thông thường đạt 628 triệu trái phiếu. Giá trị giao dịch đạt hơn 68.000 tỷ đồng, giảm 10% so với tháng 1 năm 2019. Tổng khối lượng giao dịch mua bán lại đạt 759 triệu trái phiếu, giá trị giao dịch đạt 76.700 tỷ đồng, giảm 6,2% so với tháng 1 năm 2019. Nhập khẩu dầu thô của Việt Nam trong 2 tháng đầu năm 2019 đạt 693 triệu đô la Mỹ, tăng gấp 16,6 lần so với cùng kỳ năm 2018. Theo số liệu từ Tổng cục Thống kê, kim ngạch hàng hóa nhập khẩu trong 2 tháng đầu năm 2019 ước tính đạt 36,76 tỷ đô la Mỹ, tăng 7,5% so với cùng kỳ năm trước.
Trong đó nhập khẩu ô tô và dầu thô là hai mặt hàng có mức tăng trưởng cao kỷ lục. Cụ thể, nhập khẩu ô tô 2 tháng năm 2019 đạt 1 tỷ đô la Mỹ, tăng trên 105% so với cùng kỳ năm ngoái. Còn nhập khẩu dầu thô cũng lên đến 693 triệu đô la Mỹ, tăng gấp 16,6 lần so với cùng kỳ năm 2018. Nguyên nhân được lý giải là do nhu cầu nhập khẩu để phục vụ sản xuất của công ty trách nhiệm hữu hạn lọc hóa dầu Nghi Sơn đã kéo lượng nhập khẩu dầu thô của Việt Nam tăng mạnh trong 2 tháng này. Theo Cục Hàng không Việt Nam, trong tháng 2 vào dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi, tỷ lệ chậm chuyến tăng so với cùng kỳ và tăng mạnh so với tháng trước. Trong tháng 2, các hãng hàng không tại Việt Nam đã khai thác 29.363 chuyến bay tăng mạnh so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, số chuyến bay chậm chuyến là 4.984, chiếm tỷ lệ 17%, tăng 4,2 điểm phần trăm so với tháng trước và tăng 0,9 điểm phần trăm so với cùng kỳ năm 2018. Nhìn chung, tỷ lệ chậm chuyến trong tháng 2 tăng so với tháng trước và tăng so với cùng kỳ năm trước. Theo Cục Hàng không Việt Nam, có rất nhiều lý do khiến cho tình trạng chậm chuyến diễn ra, song chủ yếu là do máy bay về muộn, do các hãng hàng không và trang thiết bị và dịch vụ tại sân bay. Trong tháng 2, lý do máy bay về muộn gây nên là 59,5% số chuyến chậm, lý do các hãng hàng không chiếm 16,2%. Đặc biệt trong tháng này, lý do trang thiết bị và dịch vụ tại sân bay khiến chậm chuyến tăng cao so với bình thường, chiếm 16,8%. Các nguyên nhân khác có thể kể ra là quản lý điều hành bay, thời tiết và các lý do khác. Tổng giá trị sản xuất ngành nông nghiệp của tỉnh trong 2 tháng đầu năm đạt trên 1.400 tỷ đồng, tăng 4,5% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong đó, giá trị sản xuất ngành chăn nuôi tăng 5,6%, giá trị sản xuất ngành trồng trọt tăng 3,5%. Năm 2019 là năm có vị trí quan trọng trong việc thực hiện hoàn thành các mục tiêu của kế hoạch phát triển kinh tế xã hội của tỉnh và kế hoạch phát triển nông nghiệp 5 năm 2016-2020. Chính vì vậy, Sở Nông nghiệp Phát triển Nông thôn phấn đấu duy trì tốc độ tăng trưởng ở mức hợp lý, xây dựng nền nông nghiệp phát triển toàn diện theo hướng hiện đại, bền vững, sản xuất hàng hóa lớn, trên cơ sở phát huy các lợi thế so sánh và tổ chức sản xuất, nâng cao khả năng cạnh tranh, thu nhập và cải thiện đời sống của dân cư nông thôn, quản lý và sử dụng hiệu quả, bền vững tài nguyên thiên nhiên, bảo vệ môi trường. Theo đánh giá của ngành nông nghiệp, mặc dù mới đầu năm, nhưng tốc độ tăng trưởng của ngành nông nghiệp đã đạt khá cao, tăng 4,5% so với cùng kỳ năm ngoái. Đây là tiền đề quan trọng để ngành hoàn thành mục tiêu đề ra. Những tháng đầu năm 2019, thời tiết ổn định nên hầu hết tàu đều ra khơi đánh bắt hải sản. Đặc biệt từ sau Tết Nguyên đán đến nay, hầu hết tàu thuyền đều ra khơi ổn định nên tổng sản lượng khai thác thủy sản tăng cao. Tính đến thời điểm này, sản lượng khai thác thủy sản toàn tỉnh đạt trên 51.000 tấn, tăng 7,7% so với cùng kỳ năm ngoái. Nhóm tàu khai thác đạt hiệu quả trên địa bàn tỉnh chủ yếu là các tàu làm nghề lưới rê, câu mực. Các tàu này hoạt động tại vùng biển xa. Theo phản ánh của ngư dân, sau Tết Nguyên đán, hầu hết tàu thuyền đều thiếu bạn ghe. Bình quân một tàu đánh bắt xa bờ cần 10 đến 12 người, nhưng có khi chỉ được 7 đến 8 người vẫn phải chạy biển. Để giữ chân bạn ghe, nhiều chủ tàu phải ứng trước lương, thậm chí còn bù lỗ thu nhập cho bạn nếu sản lượng khai thác thấp, không đảm bảo thu nhập. Theo phản ánh của bà con nông dân, sau Tết, giá rau đang giảm mạnh, nhiều loại rau còn không bán được do thương lái không thu mua, khiến nhiều nhà vườn thất thu, thậm chí bị thua lỗ nặng. Năm ngoái, sau Tết, súp lơ có giá khoảng 15.000 đồng một ký, nhưng năm nay giá xuống chỉ còn 3.000 đồng một ký. Rớt giá thảm nhất phải kể đến các loại rau gia vị. Thông thường, rau gia vị thường có giá rất cao, riêng hành lá có giá trên 20.000 đồng một ký. Tuy nhiên, sau Tết Nguyên đán, giá loại rau này giảm mạnh, chỉ còn 1-3.000 đồng một ký. Với giá này, nông dân thua lỗ 4-5 triệu đồng một sào một vụ. Khảo sát tại các chợ cho thấy, mặc dù rau tại vườn giảm sâu, nhưng tại các chợ chỉ giảm nhẹ, trung bình khoảng 3-5 ngàn đồng một ký. Cụ thể, rau thơm, hành lá có giá 12-13 ngàn đồng một ký, xà lách 18-20 ngàn đồng một ký, các loại rau cải có giá 13-15 ngàn đồng một ký, su hào 20 ngàn đồng một ký. Chương trình Thời sự tối tiếp tục với những thông tin văn hóa xã hội. Nhà máy nhiệt điện sông Hậu 1 là dự án quan trọng trong chiến lược phát triển nguồn điện của cả nước do Tập đoàn Dầu khí Việt Nam làm chủ đầu tư. Để tiếp nhận và vận hành nhà máy một cách an toàn, hiệu quả, Trường Cao đẳng Dầu khí đã tổ chức đào tạo 61 kỹ sư là sinh viên và thành viên của dự án. Buổi lễ khai giảng được tổ chức vào sáng nay tại trường. Khóa đào tạo kỹ sư vận hành nhà máy nhiệt điện sông Hậu 1 có 5 lớp gồm các nội dung đào tạo chuyên môn như vận hành hóa, an toàn môi trường, vận hành cơ nhiệt, vận hành điện, tự động hóa. Thời gian đào tạo 7 tháng, bắt đầu từ tháng 3 đến tháng 10 năm 2019.
Sau khi kết thúc khóa đào tạo, học viên sẽ tham gia chương trình vận hành thực tế tại nhà máy nhiệt điện đốt than Dũng Án 1 trong thời gian 6 tháng. Qua 44 năm thành lập và phát triển, trường công nhân kỹ thuật dầu khí, nay là trường cao đẳng dầu khí, đã đào tạo hơn 200.000 lượt học viên với hơn 50 chương trình đào tạo về lọc hóa dầu, vận chuyển và chế biến khí, vận hành nhà đạm, vận hành và bảo dưỡng nhà máy điện cho các dự án đơn vị. Nối tiếp chương trình thời sự tối nay, chúng tôi mời quý vị gặp một nhân vật chắp cánh cho thể thao phong trào ở huyện Xuyên Mộc phát triển. Đây cũng là người có những đóng góp âm thầm nhưng rất tích cực cho đội tuyển Vô Vi Nam tỉnh nhà. Ông là võ sư Trần Anh Vũ, người thầy của nhà vô địch Vô Vi Nam Đông Nam Á 2017 Bùi Ngọc Sơn, cùng nhiều vận động viên Vô Vi Nam tên tuổi khác của tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Võ sư Trần Anh Vũ bắt đầu sự nghiệp huấn luyện viên Vô Vi Nam từ năm 1995. Lúc đầu, ông chọn xã Phước Tỉnh, huyện Long Điền để gây dựng phong trào. Tại đây, võ sư Trần Anh Vũ cùng các huấn luyện viên Vô Vi Nam, huyện Long Điền đã phát hiện ra tài năng của Huỳnh Phi Long, nhà vô địch hai kỳ Đại hội Thể dục Thể thao Toàn quốc liên tiếp cho Vô Vi Nam Bà Rịa Vũng Tàu. Sau 11 năm cống hiến và tạo được vị thế cho Vô Vi Nam Long Điền, võ sư Trần Anh Vũ được ông Trần Ngọc Sơn, trưởng bộ môn Vô Vi Nam tỉnh lúc đó, giao cho trọng trách đi gây dựng phong trào Vô Vi Nam ở huyện Xuyên Mộc. Với niềm đam mê Vô Vi Nam cháy bỏng, hàng ngày ông phải vượt quãng đường hơn 70 km từ Phước Tỉnh, Long Điền về Bình Châu, Xuyên Mộc để truyền lửa Vô Vi Nam cho các võ sinh tại đây. Năm 2006 đầu tiên theo sự chỉ đạo của trung tâm huấn luyện Vô Vi Nam của tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu là Vũ về Xuyên Mộc xây dựng phong trào, thì bước đầu cũng được sự cơ giúp đỡ của cơ quan chủ quản chính quyền địa phương, nhưng mà về đường quá xa xôi mà không có ánh sáng, với lại thời gian tập luyện mưa gió, có những lúc mình cảm thấy muốn bỏ cuộc giữa đường, nhưng vì cái niềm đam mê Vô Vi Nam là mình vực dậy trong tinh thần của mình, là mình đi hết chặng đường đó, là từ 2006 bây giờ cũng được 14 năm. 14 năm dành trọn tâm huyết cho Vô Vi Nam huyện Xuyên Mộc, võ sư Trần Anh Vũ đã gặt hái được những thành quả đáng trân trọng. Phong trào Vô Vi Nam Xuyên Mộc phát triển rộng khắp, thu hút đông đảo võ sinh theo học, tạo sân chơi lành mạnh cho nhiều trẻ em thuộc địa bàn các xã vùng xa như Hòa Bình, Hòa Hội, Bình Châu, Xuyên Mộc. Con quý mến thầy Vũ, tại vì thầy Vũ là người luôn che chở cho tụi con, dạy cho tụi con những kiến thức nâng cao về võ, nâng cao ý thức của mình, và con có thể dùng võ đó để tự vệ, bảo vệ bản thân mình. Thầy là một người thầy đã dạy cho chúng em học cách tự vệ và cách sống thật tốt của một con người và tốt cho xã hội. Em rất quý thầy. Đặc biệt từ các câu lạc bộ Vô Vi Nam phong trào của mình, võ sư Trần Anh Vũ đã góp phần phát hiện ra các tài năng sáng giá cho đội tuyển Vô Vi Nam tỉnh. Điển hình là vận động viên Bùi Ngọc Sơn, nhà vô địch Vô Vi Nam Đông Nam Á 2017 nội dung đối kháng, hạng cân 51kg, hay như Nguyễn Văn Tùy, Nguyễn Văn Sang, hai vận động viên từng giành huy chương bạc giải vô địch Vô Vi Nam toàn quốc. Được sự đào tạo của thầy từ những bước đầu tiên em vào với Vô Vi Nam, thì thầy đã dạy và thầy chăm sóc và cách hướng dẫn của thầy tạo cho em được những cái tinh thần võ học, võ đạo, về tuân sư trọng đạo, về cuộc sống, về xã hội, là em rất may mắn được gặp thầy Trần Anh Vũ trong suốt thời gian học võ vừa qua. Dành nhiều tâm huyết cho Vô Vi Nam, võ sư Trần Anh Vũ luôn trăn trở cho sự phát triển của Vô Vi Nam Xuyên Mộc nói riêng và Vô Vi Nam tỉnh nói chung, đặc biệt là vấn đề đầu ra cho vận động viên. Bởi do đội tuyển Vô Vi Nam tỉnh hạn chế số lượng, nên nhiều vận động viên xuất sắc khác của huyện Xuyên Mộc đành phải đến đầu quân cho các đơn vị thành phố Hồ Chí Minh, quân khu 7. Ước mơ của Vũ là làm sao mấy em nó đang tập luyện, giống như bây giờ là một sản phẩm là của văn hóa, thì bây giờ là cái đầu ra là quan trọng. Tất cả sản phẩm nào mà không có đầu ra thì nó không có động lực cho chúng mình. Đó, thì bây giờ là Vũ cũng đề nghị là quý lãnh đạo của sở, của trung tâm thể dục thể thao tỉnh làm sao có cái điều kiện tổ chức cái giải như thường xuyên. Như năm 2017 là mình vấn đề trục trặc cái gì không biết, mình bỏ cái giải vô địch còn giải trẻ. Và tới 2018 thì lại có cái giải vô địch thì mất cái giải trẻ. Mấy em nó không còn điều kiện cọ sát. Đó, mà cái đó có điều kiện cọ sát thì giống như có mấy em nó chứng tỏ được bản lĩnh của mình, thì là cái động lực cho đường thúc mình đam mê cho mấy em, thôi thúc mấy em nó tập luyện. Nghiệp võ đến với mỗi người mỗi khác, không nổi bật thành danh trên sàn đấu
Nhưng với võ sư Trần Anh Vũ thì quảng bá hình ảnh, gây dựng phong trào cho môn võ cổ truyền của dân tộc đã trở thành tâm nguyện sau bao năm gắn bó với Vô Vi Nam. Đó cũng chính là lý do, động lực để ông tiếp tục gắn bó, phát triển phong trào Vô Vi Nam Xuyên Mộc, tiếp tục phát hiện và mài những viên ngọc thô cho đội tuyển Vô Vi Nam tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Thưa quý vị, theo phản ánh của người dân ấp Bầu Sen, xã Xà Bang, huyện Châu Đức, trên địa bàn ấp hiện có nhiều tuyến đường đã xuống cấp, nhất là đường Đông và Tây Bầu Sen. Hai tuyến đường này chưa được tráng nhựa, có nhiều ổ voi, ổ gà gây bụi bặm vào mùa khô và lầy lội khi trời mưa, khiến việc đi lại của người dân gặp rất nhiều khó khăn. Tuyến đường Đông và Tây Bầu Sen, xã Xà Bang, huyện Châu Đức dài khoảng 4 km. Tuyến đường đi qua nhiều tổ dân cư của ấp Bầu Sen với hơn 200 hộ dân đang sinh sống. Hiện nay mặt đường đã xuống cấp, hư hỏng nặng, có nhiều ổ gà, ổ voi. Trong khi đó lưu lượng phương tiện qua lại trên tuyến đường này khá lớn. Đường nhỏ hẹp xuống cấp nên tiềm ẩn nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông. Trước đây con đường này lầy lội sình lầy, thì nhà nước nhân dân cùng làm con đường này, thì thời gian nó còn không có bao lâu, thì nó sẽ trở thành một con đường hư hỏng như thế này, rất trầm trọng thế này. Đi ai cũng té, ai cũng sợ. Có những lúc tôi đi tôi phải dẫn xe chứ không thể đi được. Nhân dân chúng tôi cũng đóng góp để thêm tiền vô sửa lại cái con đường này. Nhưng mà sửa rồi, sửa nữa, sửa 2-3 lần rồi mà nó cũng vẫn xuống cấp quá nhanh. Bây giờ cái con đường này nó quá tệ. Con tôi á, 2-3 đứa đi học hàng ngày, một ngày không biết bao nhiêu lượt đi lại đây. Khi thì xe lụng, khi thì té, hư xe. Rồi mới đứa cháu bên nhà này, hai anh em nó chở nhau đi học cũng ghẻ bị té, gãy hai cái tay luôn. Đầu mặt thì đập xuống đá lên đường này nè, chày đem đi may mấy mũi. Hàng năm, ban điều hành ấp Bầu Sen đều vận động bà con duy tu cung đường. Song do khó khăn về nguồn vận động nên công tác sửa chữa gặp nhiều hạn chế. Chính vì thế, ấp đã nhiều lần kiến nghị xã đầu tư nâng cấp đường. Do đó, việc vận chuyển các sản phẩm nông nghiệp ở địa phương ra bên ngoài gặp không ít khó khăn. Hai con đường mà Đông và Tây Bầu Sen là một con đường huyệt mạch luôn. Con đường này đã nhiều lần đã xuống cấp. Ban điều hành ấp đã kiến nghị ủy ban nhân dân xã, ủy ban nhân dân xã đã kiến nghị ủy ban nhân dân huyện. Nhưng bây giờ để xin họ nói là có kế hoạch để sửa chữa. Nhưng hôm nay thì theo tôi nghĩ bây giờ thì có, nếu mà cũng rất là mong muốn thì là sao mà sớm sửa chữa để cho bà con và những con người mà nhân dân trong ấp đi lại một lưu thông hàng hóa hoặc là giao lưu đi chợ nông sản nó dễ dàng. Nguyện vọng của người dân ấp Bầu Sen về việc tu sửa cải tạo các tuyến giao thông đang bị xuống cấp là chính đáng. Hơn hết, việc nâng cấp tuyến đường này không chỉ giải quyết những hậu quả do đường xuống cấp gây ra, mà còn mở ra hướng phát triển kinh tế xã hội cho người dân nơi đây, qua đó tạo đà cho kinh tế địa phương phát triển. Quý vị vừa theo dõi những thông tin thời sự nổi bật trong tỉnh. Tiếp tục chương trình là phần tin thế giới. Thưa quý vị, phiên họp lần thứ 36 Hội đồng Bộ trưởng Nội vụ các nước Ả Rập vừa khai mạc tại thủ đô Tunis của Tunisia. Tại phiên họp năm nay, chương trình nghị sự sẽ tập trung thảo luận về các mối quan tâm chung và tăng cường hợp tác an ninh giữa các nước Ả Rập. Bộ trưởng Nội vụ Tunisia, ông Hicham Fourati cho biết, khu vực Ả Rập đang đối mặt với những thách thức an ninh nghiêm trọng, đặc biệt là hoạt động tội phạm khủng bố, tội phạm mạng, tình trạng di cư bất hợp pháp và nạn buôn người. Theo ông Hicham Fourati, những vấn đề này đang đe dọa an ninh, ổn định của các quốc gia Ả Rập và đòi hỏi các nước trong khu vực cần hợp tác chặt chẽ để tìm ra phương thức đối phó hiệu quả. Cũng tại hội nghị, Tổng thư ký Hội đồng Bộ trưởng Nội vụ các nước Ả Rập, ông Mohammed Ben Ali Koman, đề xuất các nước Ả Rập hình thành một cơ sở dữ liệu chung về các phần tử khủng bố, coi đây là một căn cứ để đối phó hiệu quả với những phần tử khủng bố hồi hương. Phát biểu tại cuộc họp nội các hàng tuần, Thủ tướng Israel ông Benjamin Netanyahu vừa khẳng định Nga và Israel sẽ hợp tác để đảm bảo tiến trình rút lực lượng nước ngoài khỏi Syria. Thủ tướng Israel ông Benjamin Netanyahu cho biết, trong cuộc gặp với Tổng thống Nga ông Vladimir Putin hồi tuần trước, ông đã khẳng định hoàn toàn rõ ràng rằng Israel sẽ tiếp tục không kích các mục tiêu của lực lượng Hezbollah và Iran tại Syria, trong khi vẫn duy trì đường dây nóng Nga-Israel để ngăn chặn những tình huống va chạm không mong muốn giữa lực lượng hai nước.
Theo Thủ tướng Netanyahu, Nga và Israel đã thống nhất mục tiêu chung về việc rút lực lượng nước ngoài khỏi Syria. Ông cho biết hai bên thống nhất thành lập một lực lượng đặc nhiệm chung để cùng thực hiện mục tiêu này. Nga sẽ làm tất cả để ngăn chặn Mỹ can thiệp quân sự vào Venezuela. Đây là khẳng định được Chủ tịch Hội đồng Liên bang, tức Thượng viện Nga, bà Valentina Matvienko vừa đưa ra trong cuộc gặp với Phó Tổng thống Venezuela, bà Delia Rodriguez đang ở thăm Nga. Chủ tịch Hội đồng Liên bang, tức Thượng viện Nga, bà Valentina Matvienko cho biết, Moscow quan ngại Mỹ có thể thực hiện bất kỳ hành động khiêu khích nào để gây đổ máu, tìm cớ và lý do để can thiệp vào Venezuela. Song Nga sẽ làm tất cả mọi điều có thể để ngăn chặn điều này xảy ra. Theo bà Matvienko, Moscow phản đối bất cứ sự can thiệp nào từ bên ngoài vào công việc của một quốc gia độc lập có chủ quyền. Ngoại trưởng Anh ông Jeremy Hunt vừa có cuộc hội đàm với người đồng cấp nước chủ nhà Yemen. Đây là chuyến thăm đầu tiên của một ngoại trưởng phương Tây đến quốc gia bị chiến tranh tàn phá ở khu vực Trung Đông này trong nhiều năm qua. Ngoại trưởng Anh ông Jeremy Hunt khẳng định, tiến trình hòa bình tại thành phố cảng Hodeidah ở Yemen có thể kết thúc chỉ trong vòng vài tuần, nếu như các bên liên quan trong cuộc xung đột không có thêm nỗ lực duy trì thỏa thuận Stockholm. Ông khẳng định, hiện tại thực sự là cơ hội cho hòa bình cuối cùng ở Yemen. Theo hãng tin Sabah, Ngoại trưởng Hun đã có cuộc hội đàm với người đồng cấp nước chủ nhà Khaled al-Yamani, thảo luận về cuộc xung đột và những nỗ lực quốc tế nhằm mang lại hòa bình cho Yemen. Hai bên cũng thảo luận về thỏa thuận ngừng bắn và trao đổi tù nhân do Liên Hợp Quốc bảo trợ mà đã được các bên tham chiến tại Yemen nhất trí thực hiện. Mỹ vừa thông báo sẽ xem xét liệu Pakistan có vi phạm thỏa thuận bán thiết bị quân sự của Mỹ vốn hạn chế việc Islamabad sử dụng máy bay mua của Washington hay không. Cuộc điều tra được tiến hành trong bối cảnh có tin cho rằng Pakistan đã sử dụng máy bay chiến đấu F-16 của Mỹ để bắn hạ máy bay chiến đấu Ấn Độ. Đại sứ quán Mỹ tại thủ đô Islamabad, Pakistan vừa cho biết chính quyền Washington đang xem xét tin tức về việc nước này đã sử dụng máy bay F-16 để bắn hạ máy bay Ấn Độ, cũng như xác minh thêm thông tin về vụ việc. Thông báo khẳng định việc Pakistan nếu dùng sai mục đích khí tài quân sự là vấn đề rất nghiêm trọng. Quan hệ giữa Pakistan và Ấn Độ đang rất căng thẳng sau khi hai bên có một loạt hành động quân sự trả đũa lẫn nhau thời gian qua. Theo đó, không quân Pakistan đã tấn công cơ sở quân sự của Ấn Độ, bắn rơi 2 máy bay và bắt giữ một phi công Ấn Độ. Cảnh sát Italy vừa thông báo đã bắt giữ Marco Di Lauro, trùm băng nhóm mafia khét tiếng Camorra trong một chiến dịch truy quét quy mô lớn với khoảng 150 cảnh sát được triển khai. Cảnh sát cho biết, những hành động bất thường đã giúp cảnh sát lần ra chỗ ở của Marco Di Lauro, nơi hắn đang sống cùng vợ tại Ciano, ngoài ô thành phố Napoli. Marco Di Lauro, 38 tuổi, và là trùm băng đảng mafia Camorra ở miền nam Italy. Hắn đã bắt đầu bỏ trốn từ năm 2004 và buộc cảnh sát Italy phải ban bố lệnh truy nã quốc tế vào năm 2006. Băng đảng Camorra kiểm soát hoạt động buôn bán ma túy tại các khu ổ chuột ở Napoli. Đã có ít nhất 130 người thiệt mạng trong các vụ thanh toán đẫm máu nội bộ bằng nhóm Camorra hồi năm 2004. Dự báo thời tiết tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đêm 4 tháng 3. Vùng áp thấp nóng phía Tây đang suy yếu dần, trong khi đó áp cao cận nhiệt đới tiếp tục phát triển. Do đó, toàn tỉnh tiếp tục duy trì tình trạng thời tiết hanh khô, không khí oi bức. Tuy nhiên, so với những ngày qua thì cường độ nắng đã giảm hơn. Nhiệt độ cao nhất dao động từ 31 đến 33 độ. Một số nơi nền nhiệt có thể trên 33 độ. Chiều tối và đêm nhiệt độ chỉ từ 25 đến 27 độ. Khu vực thành phố Vũng Tàu mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng. Gió đông đến đông nam cấp 2, cấp 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 25 đến 27 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 31 đến 33 độ. Độ ẩm từ 60 đến 80%. Khu vực huyện Côn Đảo mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng. Gió đông đến đông bắc cấp 3, cấp 4. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 đến 26 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 30 đến 32 độ. Độ ẩm từ 60 đến 85%. Vùng biển Vũng Tàu Côn Đảo, thời tiết tốt, trời không mưa, tầm nhìn xa thông thoáng trên 10 km. Trên biển, gió đông đến đông bắc cấp 4, trời nắng ráo, biển êm là điều kiện thuận lợi để bà con ngư dân đánh bắt hải sản. Tại Vũng Tàu ngày 5 tháng 3 năm 2019, mực nước cao nhất 360 cm xuất hiện lúc 14 giờ 30 phút, thấp nhất 90 cm xuất hiện lúc 8 giờ 15 phút.
Thông tin dự báo thời tiết đã khép lại chương trình thời sự tối của Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Ngay tiếp sau đây là chương trình thời sự của Đài Truyền hình Việt Nam. Mời quý vị theo dõi.